Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hiếp dâm vẫn tại vị, khui nguyên nhân động trời. Tối ngày 16 tháng 4, tài khoản mạng xã hội Dạ Thảo Phương đã bất ngờ đăng tải một đơn tố cáo làm mạng xã hội dậy sóng và làm Hội Nhà văn Việt Nam được đưa lên bàn phẫu thuật. Nội dung đơn tố cáo là đã bị cưỡng hiếp từ năm 1999, trong đó vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14 tháng 4 năm 2000 để được nhiều người chứng kiến. Cụ thể, thư ngỏ tố cáo hành vi cưỡng hiếp của ông Lương Ngọc An, hiện là phó tổng biên tập báo Văn Nghệ, được gửi đến Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đến nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Ban biên tập báo Văn Nghệ. Trong đơn, bà Dạ Thảo Phương cũng trình bày tường tận lý do đến tận bây giờ bà mới lên tiếng. Bà nói, tôi cần phải lên tiếng, đó là một đòi hỏi bức thiết của cá nhân tôi. Với tư cách là một nạn nhân khổ đau, oan ức, cũng là một đòi hỏi của thực tế xã hội đối với trách nhiệm của một công dân, đòi hỏi của lương tri đối với một người cầm bút. Đây là hình ảnh tờ trình tố cáo. Nói có sách, mách có chứng, bà Dạ Phương Thảo cũng đã đính kèm tường trình những người chứng kiến vụ việc như có nhà thơ Bế Kiến Quốc, họa sĩ Thành Trương, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, phóng viên Phong Điệp, phóng viên Nhật Hà, vân vân. Còn về ông Lương Ngọc An thì lại lên tiếng rằng, tôi đã nghe, một là chuyện này đã từ lâu rồi, hai là không hẳn đúng như thế, vụ việc mới nên cơ quan chưa có yêu cầu gì, lúc nào cần hay thực sự vân vân, tôi sẽ có ý kiến, bây giờ vẫn chỉ trên mạng xã hội, tôi chưa nói gì bây giờ được. Cũng dễ hiểu, lên tiếng bảo vệ bản thân là điều hiển nhiên mà người bị tố cáo nào cũng làm như một phản xạ tự nhiên vậy. Trước mắt, đính kèm với thư ngỏ của bà Dạ Thảo Phương là một bản tường trình có chữ ký của các nhân chứng. Còn phía ông Lương Ngọc An thì không hề đưa ra bằng chứng ngoại phạm nào, ngoại trừ những câu phát biểu thận trọng. Đọc tờ tường trình được phát tán trên mạng, chỉ cần một trong các điều đó đúng thì đủ kết luận ông Lương Ngọc An là người phạm tội rồi. Đây là hình ảnh báo chí đã đưa tin, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu phạm tội này thì không những là vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà nó còn là một tội ác mà pháp luật không thể dung thứ. Cho đến nay, những gì phía nạn nhân đưa ra được xem là bằng chứng. Bằng chứng này thuyết phục hơn những gì phía bị tố cáo đưa ra. Tuy nhiên, có người còn cố tình đòi bằng chứng rằng có ghi âm hay clip gì hay không. Chuyện rất nực cười. Nạn nhân bị hiếp dâm mà còn có thể mở máy ra ghi âm và quay phim được hay sao? Hay kẻ tấn công họ lại tự quay phim để hại mình? Có vẻ như đây là chiến dịch phản công có tính chất giấu tay của phía bị tố cáo. Theo một số luật sư, thời gian đã qua 23 năm hết hiệu lực truy cứu. Đấy là lỗ hổng to tướng để rồi giờ đây kẻ bị tố hiếp dâm, một nhân viên nữ vẫn nhẩn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không vi phạm luật pháp vì vấn đề hết thời hiệu thì Hội Nhà văn Việt Nam cũng yêu cầu báo Văn Nghệ hay phó tổng biên tập chứ tại sao lại hay không, và cần phải thay ông ta. Nguyên nhân do đâu mà ông Lương Ngọc An vẫn bình chân như vậy như thế là câu hỏi được dư luận đặt ra. Muốn biết nguyên nhân thì nên đào sâu vấn đề từ hơn 20 năm trước. Theo nạn nhân thì sau sự kiện bị Lương Ngọc An hãm hiếp vào ngày 14 tháng 4 năm 2000, vì có nhiều người làm chứng nên nạn nhân mới dám viết đơn tố cáo. Tuy nhiên, ông ta không những không sợ hãi, ăn năn mà còn quay ngược lại trắng trợn vu khống nạn nhân. Lương Ngọc An đã bịa ra một chuyện, trong đó ông ta cho là bản thân ông và nạn nhân có quan hệ tình cảm. Ông ta muốn bỏ nạn nhân nên nạn nhân gây căng thẳng. Vì thế mà vụ việc vào ngày 14 tháng 4 năm 2000 đã bị ông ta thay đổi bản chất từ sự thật là cưỡng dâm thành xô xát. Và sự bịa đặt này không được hợp lý vì nạn nhân là một người phụ nữ gầy yếu. Ông Lương Ngọc An là một người đàn ông khi đó ngoài 30 tuổi, cựu lính xe tăng với nhiều năm lái xe cho báo Văn Nghệ. Phụ nữ không thể nào đủ sức khỏe để ép buộc người đàn ông lực lưỡng vào phòng rồi kéo ông ta nằm đè lên mình được. Và hơn nữa, nếu muốn kéo níu ông ta, tại sao lại chống cự đến mức bị anh ta cắn bật máu ngón tay? Tại sao tôi lại kêu cứu đến mức bị anh ta bóp cổ? Đây là hình ảnh ông Lương Ngọc An
phó tổng biên tập báo Văn Nghệ. Những lý do của ông Lương Ngọc An thì rõ ràng chống chế và không đủ thuyết phục. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan trực tiếp xét xử và xử lý vụ án của nạn nhân là ông Trương Vĩnh Tuấn, phó tổng biên tập phụ trách hành chính của báo Văn Nghệ, lúc đó đã không hề xử lý gì. Điều đáng nói là với hành vi đó, với văn bản tường trình giấy trắng mực đen đó, nhưng cơ quan chỉ kết luận ông ta gây lộn xộn ở cơ quan. Ông Trương Vĩnh Tuấn cũng nhiều lần trong các cuộc họp báo đã trao đổi bản chất sự việc hai người đánh nhau làm mất trật tự nơi làm việc, như nạn nhân đã nói. Điều đó cho thấy bà Dạ Thỏ Phương đang chống lại cả một guồng máy. Đó là lý do mà bà không làm gì được. Và đến hôm nay, nhân vật chính gây ra vụ án cưỡng dâm lúc đó nên làm lãnh đạo của tờ báo. Nghĩa là chính ông ta đang nắm trong tay guồng máy mà trước kia ông ta đã dùng nó để bảo vệ chính ông và chèn ép nạn nhân. Theo bà Dạ Thỏ Phương, cho đến nay, theo số một số nạn nhân bị xâm hại tình dục lên tiếng và đọc những bình luận ác ý tấn công lại họ. Bà nói, tôi cảm thấy như không thể có những bình luận đó không chỉ tấn công những cô gái trẻ kia mà cũng chính là tấn công cô gái trẻ là tôi 23 năm trước. Việc lên án muộn màng là cần thiết, tuy nhiên cả bộ máy bao che lẫn nhau thì vẫn còn đó. Vậy nên vấn đề rồi cũng khó đi đến đâu, kẻ thủ ác ung dung, còn nạn nhân thì gánh chịu đau khổ. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nga bị đình chỉ khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Năm đã đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vì các báo cáo về những vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống gây ra bởi quân đội của Nga xâm lược ở Ukraine. Điều này như một quả bom nổ giữa Moscow với việc Nga bị tạm thời đình chỉ ở đây. Đây là hình ảnh màn hình hiển thị danh sách các quốc gia tham gia biểu quyết về việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Hội đồng Liên Hợp Quốc về việc Nga xâm lược Ukraine tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu được 93 nước biểu quyết ủng hộ, trong khi có 24 nước chống và 58 nước bỏ phiếu trắng. Cần có đa số 2/3 thành viên biểu quyết trong Đại Hội đồng 193 thành viên ở New York, không tính số phiếu trắng, để đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền, gồm có 47 thành viên có trụ sở tại Geneva. Và trong đó, Việt Nam là một trong những nước biểu quyết chống lại. Các trường hợp bị đình chỉ là rất hiếm. Theo hãng thông tấn Reuters, Libya bị đình chỉ vào năm 2011 vì bạo lực nhắm vào những người biểu tình gây ra bởi các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo khi đó là ông Gaddafi. Và đây là nghị quyết thứ 3 được Hội đồng 193 thành viên thông qua kể từ khi Nga đưa quân xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Hai nghị quyết trước đó của Đại hội đồng lên án Nga đã được thông qua với số 141 và 140 biểu quyết ủng hộ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đưa ra thông tin là ngừng xuất khẩu cho 3 hãng hàng không của Nga. Đây là hình ảnh Nga đã phải mua và sử dụng rất nhiều các máy bay dân dụng của mình từ nước Mỹ. Hôm 7 tháng 4, Hoa Kỳ cũng cắt giảm xuất khẩu của nước này đối với 3 hãng hàng không của Nga như một phần của những gì các quan chức mô tả là một hành động thực thi chưa từng có. Bộ Thương mại cho biết động thái này sẽ ngăn các hãng hàng không mang quốc tịch Nga như Aeroflot, Ut Air và Azut Air tiếp nhận các mặt hàng từ Mỹ, bao gồm cả các bộ phận để bảo dưỡng máy bay của họ. Ông Matthew, trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, phụ trách thực thi xuất khẩu, nói với các phóng viên rằng các hãng hàng không bị trừng phạt phần lớn sẽ không thể tiếp tục bay vì họ sẽ bị cắt các bộ phận và dịch vụ cần thiết để duy trì đội bay của mình. Đây thực sự là một đòn thêm nữa giáng vào nền kinh tế của nước Nga vốn đã gần như bị tê liệt và thụt lùi kể từ khi Nga đưa quân tấn công xâm lược Ukraine, đem đến cái chết của hàng ngàn người dân và đổ nát của rất nhiều thành phố tại Ukraine. Đây là hình ảnh hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã phải tuyên bố
ngừng các chuyến bay tới Nga vì mất an toàn và không được các hãng bảo hiểm khác chấp nhận khi họ coi rằng Nga cũng đang là một nơi có chiến sự. Và Moscow, Nga cũng quyết định đáp trả các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga có ý định đáp trả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các ái nữ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói, Nga chắc chắn sẽ đáp trả và sẽ làm điều đó khi họ thấy phù hợp, ông Peskov cho biết vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Được biết, vào hôm 6 tháng 4, Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đang trừng phạt hai người con gái của Putin như một phần của loạt trừng phạt mới đối với hệ thống chính trị và kinh tế của đất nước để trả đũa cho những gì Washington gọi là tội ác chiến tranh ở Ukraine do quân đội Nga gây ra. Và bản thân Nga cũng đã thiệt hại rất nặng nề với hàng ngàn trang thiết bị và xe tăng bị bắn cháy cùng hơn một chục ngàn binh sĩ tử vong.